thật lòng anh không muốn ai phải bối rối. Sợ em nhìn thấy nên anh đành phải lặng lặng đứng xa. Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng, mới hiểu tại sao tình yêu.